Mọi người thấy gì đây không? Đấy, mới sáng sớm ra là mình gài được con năm màu già chết và chơ nè. Ui. Ê, con này chim của ai nuôi rồi? Con này chim ai nuôi thả ra nè? Ủa, hay chim mình nuôi trời. Đầu hơi chày chút xíu mọi người, đang ra lông, nó đang ra lông đầu lại nè. Rồi, con này chắc mình nghi con của mình thả ra rồi. Đấy, sáng nay thấy chim về nhiều nhiều cũng mang lồng ra bẫy chơi mọi người. Mà hình như con này chim của mình thả ra rồi, đâu chứ đâu. Nè. Đầu xanh nè. Đầu xanh này, nhớ con đầu xanh hôm bữa không? Mình thả ra không? Lồng đầu bữa nay đang ra lại nè. Đấy. Con này chim mình thả ra là cái chắc rồi. Thấy nó lại vô nữa nè. Thấy thích vô tao bắt rồi nuôi luôn. Đèn, đèn dữ. Đúng rồi, đúng con hôm bữa thả ra luôn á. Nè, lông đầu vẫn còn hơi chày nè. Sáng nay chim về nhiều lắm, bây giờ treo lên bẫy tiếp này. Đấy, còn con này thì nhốt vô lòng nuôi tiếp. Đấy, ai bảo mày vô làm gì. Chim nhìn cày kêu quá trời luôn. Đấy, mình vừa nhốt nó vô đây mọi người. Nhìn thấy chim từng nuôi là nó đâu có sổ đâu mọi người. Đấy, nhưng mà thôi, thời gian đầu cứ nhốt vô trong đây cho nó đỡ chày đầu. Để một lát nữa mình phải chấm nước vô trong cái hạt này nè. Đấy, cái lồng này là lồng mình hay nhốt con đỗ quyên đấy. Bữa nay thì không bắt con đỗ quyên ra ngoài mà nuôi bắt đỗ quyên ra này. Đấy, để lấy cái chỗ đấy nuôi con năm màu cho nó khỏi chày đầu. Thì con này mình bẫy tới nay chắc cả 7-8 ngày rồi mọi người. Đấy, đầu này. Nuôi trong cái lồng đấy là đầu đung gì còn nguyên luôn này. Đấy, lồng đuôi, lồng lá gì còn ý thân luôn này. Chưa mất một cái gì hết. Thấy cái lồng đấy tuy nó xấu nhưng mà nuôi chim mới bẫy rất là ngon luôn đấy. Ly xì lắm rồi. Đấy, đuôi đang trổ tía đẹp không? Đấy, ăn cám hạt xong rồi người ngợm lông lá gì còn y thân hết trơn á. Nè, lông đuôi nó còn nguyên. Nguyên hình, nguyên dạng, đấy. Nuôi con chim nó phải nguyên vậy mình nuôi mới thích mọi người. Chứ mà nuôi mà đầu đung gì nó chảy thì chỉ muốn thả thôi à. Đấy, bây giờ cho nó qua lồng gỗ nha. Cám này thì ăn nó ăn cám hạt rồi mọi người. Con chim này. Đấy, nó sổ đó. Đấy, nó sổ vậy thôi chứ nó cũng tương đối nó được rồi. Nó không có húc nữa. Nó chỉ còn nhát thôi mọi người. Đấy, chứ nó không húc đầu nữa. Vậy là ngon rồi. Đấy, còn con năm màu thì mình nhốt vào đây. Giờ cứ nuôi tạm nó ở đây đi. Đấy, thấy nó sổ ít à. Kiểu nó được mình nuôi không biết. Mình không rành nữa là có phải là mình nuôi hay không nữa. Đấy, nhưng mà đầu nó chày thì biết là có người nuôi rồi thôi. Đấy rồi, bây giờ mình lại treo nó lên lại nè mọi người. Đấy, nói chung bẫy giải trí thôi à. Có con kia kiểu mình thấy có người nuôi rồi á. Dễ nuôi, nó đỡ nhát cho nên mình mới để đấy. Rồi, tiếp theo mình sẽ cho mọi người coi bầy gà của mình bữa nay nha. Sáng giờ đang làm vườn mọi người. Đấy, gà bữa nay rồi. Thời tiết bữa nay ngày nào cũng mưa hết cho nên là mình đâu có thả ra ngoài đâu. Mùa này thả ra ngoài gà nó chết hết mọi người. Đấy, cho nên cứ nuôi nhốt ở trong đây thôi. Rồi chừng nào nắng lên kìa mình mới thả ra ngoài. Đấy. Ba gà tre vậy chứ cả gà ta cũng vậy, cứ nuôi trong mùa mưa nó hay bị chết lắm. Còn gà này thì mình bắt con mẹ mình thả ra ngoài rồi. Tại vì bây giờ gà nó đã lớn rồi mọi người. Này. Gà lớn rồi mình không có cần con mẹ nữa. Con mẹ nó vô đây nó làm cái lồng nó chật đó. Mình chỉ thời gian đầu cho nó ủ ấm thôi. Đấy. Rất là khỏe mạnh luôn. Gà nó rất là ôi dữ vậy. Ôi giời nó dữ. Ôi dữ. Đấy, gà chiến đấy, gà ta mà hơi bị chiến. Đấy, nó thấy mình bắt con nó là nó bay lên nó đá luôn á.
Đấy, 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 đấy. Chiến lắm. Chiến lắm này. Bữa nay cho con gà này ấp một mớ trứng vịt nữa này. Con gà này nó gặp người nó không có chạy. Đấy, ấp trứng vịt này. Mà con này nó bị cái nó bay nhiều, mình cắt cắn nó đi mọi người. Đấy. Nó hay bay ra ngoài vườn 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 rau của mình ấy, nó phá, nó cắn cây bắp ấy, cho nên mình cắt cắn nó đi ấy. Đấy, còn con gà này thì bữa nay nó cũng ấp rồi. Bữa nay nó ấp được mấy bữa rồi. Đấy, đấy nó kêu rồi. Mà có 8 trái mọi người. Ấp kiểu gì sao mặt buồn dữ. Ôi dồi dữ. Đấy, dữ đấy. Đấy, trứng này. Đấy, để thời gian nữa rồi tắt cái con gà che thái ra rồi cho vô đây. Chừng nào mà cái con gà này nó ấp trứng ra nở xong rồi cho con gà che thái vào đây cho nó đẻ lứa mới mọi người. Nếu mà thích thì giờ bỏ vô cũng được, nhưng mà có điều để cho nó nuôi con nó thêm thời gian nữa cho nó cứng chút xíu mọi người. Chứ như những người mà nuôi kiểu công nghiệp ấy, người ta một tuần nuôi con tuần là người ta tắt ra, tầm tuần sau là nó đẻ lứa mới luôn mọi người. Gà tre đẻ nhanh lắm. Đấy, tiếp theo là ra cái vườn rau nhà mình nha. Bữa nay hơi bị quy củ đấy. Bữa nay mình làm cho nó cây que đầy đủ hết rồi, kín đất hết luôn mọi người. Đấy, đậu bắp gì mình trồng kín đất hết luôn. Đấy, rồi trong cái lúc mà đi làm cỏ đấy, xong rồi vét mấy cái đất, mấy cái cỏ này lên cái bồn sầu riêng cho nó cao lên. Tại vì vườn mình vậy chứ cũng thấp mọi người. Khi mà mưa xuống cái là nó bị ngập. Mà sầu riêng nó sợ ngập nước lắm. Đấy, bữa nay mấy cây xấu nhất nó cũng ra đọt này. Đấy, rồi dài dài đây là bắp. Bắp cái đợt đấy mà không bị gà nó ăn thì giờ bữa nay nó lớn dữ rồi. Đấy, rồi ngày nào mình cũng ra rồi chỗ nào đất, cái ô nào có cỏ bắt đầu sạc đi. Sạc đi xong rồi bỏ phân cho nó. Đấy. Rồi bên này là đậu, đậu xanh này. Đấy, đậu, đậu này đậu xanh này mọi người. Đó. Tới này cũng 5 ngày rồi, 5 ngày lên được bằng này. Đấy, cái nguyên cái ô dạt bên này thì mình trồng đậu xanh này. Thấy cuốc cỏ, sạc cỏ rồi đấy mà kiểu trời mưa ấy, cỏ nó khó chết á. Mưa cái là nó bệt xuống là cái rễ của nó lại ăn đất nữa là nó khó chết á. Thà mùa nắng này nó mau chết hơn. Đấy, còn ô bên này là đậu đen luôn nè mọi người. Đấy, này có cỏ rồi, mà đợi nó to to lên tí xíu bắt đầu mình lại sạc tiếp nè. Nói chung dịch này ở nhà thì mình cũng cố gắng mình kiếm cái việc gì đấy để làm giết thời gian cho nó khuây khỏa mọi người, đỡ nghĩ đến những cái tiêu cực. Đấy, cho nó kiểu hàng ngày mình ra vườn cho tâm hồn mình nó thư thả chút xíu. Này, một lát nữa mình mang kéo ra mình cắt cái này nè. Cắt những cái ngọn này. Đấy, cắt ngọn này. Ngọn này vô cho chuột nó ăn. Tại vì cái đậu đen mà để ngọn nó đua ra nó không có trái. Mình phải cắt cái ngọn nó đi thì nó mới ra trái được. Nè, đang ra này. Nè. Đang ra trái. Lúc mà mình mới trồng thì mình thấy rất là lâu. Nhưng mà thời gian nó cứ thấm thoát nó qua vậy chứ là cũng tới ngày nó ra hoa mọi người. Hồi trước lúc mình mới về mình trồng cho mọi người coi thấy không? Nó bé xíu à. Đấy, bên này nó đang ra, để nó ra dài dài chút xíu rồi mình cắt. Chuột ơi, nè nè nè, cho rau này con. Hãy ăn nè. Hãy tội nghiệp không? Ăn đi. Nó ăn rau đỡ đi, ở trên rẫy thì có cỏ xanh này. Đấy, về đây không có nhiều đồ ăn thì thôi kệ, cứ có rau xanh cho nó ăn là được rồi. Đấy, nó ăn rồi. Mình cho nó ăn mấy lần rồi đó. Đấy, trên rẫy thì ăn đa dạng, ăn đủ các loại hết.
Thấy nhiều khi mọi người thấy hồi trước trên rẫy không, nhiều ngày nó ăn cỏ không à, ăn các loại cỏ nghỉ thay cám thay lúa luôn mọi người. Còn giờ về đây là suốt ngày ăn cám với lúa không à. Nhưng mà kỳ tới thì đậu đen rồi bắp nó có lá rồi thì ngắt cho nó ăn lai rai cũng được, tội nghiệp nhỏ. Thôi ráng sinh tồn đi, rồi mai mốt qua dịch kiếm cho mày con mái. Đấy, hai đứa thay nhau mà đẻ. Đấy, còn mấy chim khuyên thì nó ba con thì nó vẫn còn đây mọi người. Mình chả biết kiếm cái gì tươi cho nó ăn nữa, như có sâu quy hay là trứng kiến gì đó thì cũng ngon nhỉ. Có con cưỡng kìa, con cưỡng thì mà mình đào giun ngoài vườn mình cho nó ăn được, còn mấy con này nó đâu ăn giun. Đấy, nó sống rất là đồng 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 đội với nhau luôn mọi người, lúc nào nó cũng rỉa lông rỉa cánh cho nhau hết trơn. Đấy, còn hai con chờ mào đấy mọi người. Mình đang tính là bắt giun cho nó ăn mà không biết nó có ăn không. Đấy, còn sống trong đây những ngày này thì cứ ăn cám rồi sống qua ngày thôi. Rồi thì mình cũng xin dừng video tại đây nha. Nếu như thấy video thú vị, đừng quên ấn nút đăng ký và tiếp tục theo dõi những video tiếp theo của mình nha.